đang luyên thuyên thì trận đấu đã bắt đầu rồi. Vâng, trận đầu tiên, vâng, tôi vừa vào đã có một pha điểm chính xác từ bên phía Hành Sơn. Vâng, lao vào kinh hồn tuyệt ảnh, tiếp tục lại là một pha chứng cứu lạc nhạn. Vâng, té ra góc đài luôn, có lẽ là hết skin rồi. Hoàng Sơn thì đang phản chiêu, tiếp tục một cái phù vân bắt nhật. Hoàng Sơn dùng thân pháp lại áp sát tới để bắt tịch kiếm, nhưng mà Hành Sơn rất nhạy và anh đã thoát luôn ra bằng cái thân pháp của mình. Vâng, thì kiếm đã bị mít đến từ phía Hoa Sơn rồi. Thì ít nhất anh Hoa Sơn này sẽ phải 15 giây sau mới có thể có được cái skin thi kiếm tiếp theo. Sau đó là tàn hình đến từ phía anh Sơn. Kinh nghiệm là bắt phương được tung ra, kéo Hoa Sơn lại để có thể dứt điểm ở trận thi đấu thứ nhất. Vâng, số bóng của Hành Sơn bây giờ cực kỳ là ít thôi. Hoa Sơn cực kỳ là ít thôi, vâng. Nếu các bạn là Hoa Sơn, số bóng Hoa Sơn cực kỳ ít. Vâng, Hành Sơn đã kết thúc trận đấu bằng một chi pha phù vân bát nhật chính xác. Vâng. Trận đấu thứ hai chúng ta đã bắt đầu rồi. Không biết là trận này thì Hoa Sơn sẽ phải làm gì đây, khi mà Hành Sơn đánh một phong cách cực kỳ là biến ảo khôn lường. Và BP HP đang đổi tay mục đích rồi. Nhưng anh hay vị anh hùng của chúng ta rất đang thận trọng. Không ai là người muốn lao vào cả. Vâng, tiếp tục là một pha lao vào. Vâng, điểm huyệt trượt đến từ Hành Sơn. Vâng, thẳng ngay lưu tinh. Nhưng Hoa Sơn rất nhanh và anh đã điểm huyệt được luôn. Vâng, tiếp tục là pha điểm huyệt và vô biên lạc mộc chính xác. Vâng, chém thường một cái. Hành Sơn té khỏi góc võ đài. Vâng, phù vân bát nhật. Vâng, Hoa Sơn đã lừa được phù vân bát nhật của Hành Sơn. Vâng, tiếp tục một kinh nghiệm vào. Hoa Sơn đẹp rất nhiều và đã té ra khỏi sát chiêu của Hành Sơn. Vâng, tiếp tục áp sát bằng kinh hồng tuyệt ảnh. Vâng, điểm huyệt rồi. Chính xác. Vâng, điểm huyệt thành công đến từ HP BP HP. Sau đó là phù vân đẩy Hoa Sơn ra. Hoa Sơn đang áp sát bằng cái phong bạo lưu vân. Anh đang liên tục áp sát tật phong đột biến. Vâng, nhưng mà lại bị Hành Sơn điểm huyệt ngược lại với mình rồi. Vâng, tiếp tục bắt Hành Sơn bằng cái thi kiếm hội hữu. Vâng, một cái võ hồn đã giải thoát. Đúng là như vậy, võ hồn đã cứu nguy cho Hoa Sơn để thoát khỏi cái điểm huyệt của Hành Sơn rồi. Không thì rất có thể là anh sẽ bị mất số máu rất là lớn. Chính xác là như vậy. Tôi vừa thấy một pha cắt phù vân bắt nhật trượt của Hành Sơn xong. Vâng, Hành Sơn lao vào và Hoa Sơn đã có một pha phù vân lạc mộc để né chiêu. Vâng, có lẽ né điểm huyệt của Hành Sơn không. Tiếp tục Hoa Sơn bật bảng 4x lên, có lẽ chém Hữu Phong. Vâng, chém Hữu Phong ra gây độn tục rất khó chịu đến phía Hoa Sơn. Hành Sơn đang áp sát rất nhiều. Vâng, một pha phù vân bắt nhật chính xác. Vâng, kinh nghiệm. Vâng, Hoa Sơn chính thiên tân đảo huyền luôn và té ra khỏi cái kinh nghiệm và bắt phương của Hành Sơn. Vâng, hai vị anh hùng đánh cho mình một cái phong thái, phong cách rất là giống nhau. Đều là những pha cấu rỉa từ bảng 4x. Sau đó là áp sát điểm huyệt thành công với Hành Sơn, phù vân bắt nhật thì lại không được rồi. Sau đó là Hoa Sơn đã thi kiếm hội hữu. Anh sẽ làm gì đây? Phong bạn lưu vân, cancel. Điểm huyệt nằm không thành công. Vâng, một pha điểm huyệt không nằm. Hoa Sơn lại áp sát bằng một cái hoàn vũ tràng nguyệt và thả lưu tinh trị địa. Vâng, một pha điểm huyệt nhưng mà Hoa Sơn đã rất nhạy, cắt ngay cho mình một cái vô biên lạc mộc. Vâng, bảng 1x lên và thiên thần đảo huyền. Vâng, Hữu Phong lai nghi, té ra. Máu của hai bên đang cực kỳ là thấp. Vâng, Hoa Sơn lao vào, vâng, bắt được Hành Sơn bổng đi thi kiếm hội hữu rồi. Tiếp theo làm gì đây? Tật phong đột tiến. Vâng, phong bạn lưu vân đuổi theo. Té ngay ra, vâng, Hành Sơn lao vào điểm huyệt được rồi. Vâng, trận đấu sẽ kết thúc thôi. Vâng, kết thúc. Hành Sơn rất hay. Điểm huyệt ngược lại thành công đến từ phía Hoa Sơn. GG dành cho BP HP.